Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh thứ hai ngày 10 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, một trong những giải pháp trọng tâm mà lực lượng an ninh chính trị nội bộ xác định là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đảng nhà nước ta luôn quan tâm hết sức hết lòng chăm lo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đầu tư các mặt kinh tế xã hội theo hướng phát triển đa dạng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vào chiều ngày hôm nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và biểu dương tặng quà 75 cặp mẹ đỡ đầu con nuôi tiêu biểu trong toàn lực lượng năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu thời gian qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng và công an cơ sở, nòng cốt là tổ chức hội phụ nữ các cấp và công an cấp xã với vai trò nòng cốt thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi. Các đơn vị có chức năng liên quan thuộc bộ, theo hệ lực lượng, cần tham mưu, đề xuất và quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Ban phụ nữ và các cấp hội phụ nữ trong Công an Nhân dân cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa về ý nghĩa nhân văn cao cả của chương trình, động viên hội viên tích cực hưởng ứng tham gia và đồng hành cùng chương trình. Các mẹ đỡ đầu cần tích cực chăm lo hơn nữa và định hướng cho các con vững bước và viết tiếp những ước mơ tươi sáng của chặng đường sắp tới. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong tổ chức hội, hội viên và quần chúng nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức cá nhân trong và ngoài lực lượng đã có những đóng góp thiết thực cho chương trình Mẹ đỡ đầu trong suốt những thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm triển khai thực hiện chương trình, đưa thành nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em, nghiên cứu, đề xuất chính phủ, ban hành thêm một số chính sách an sinh xã hội hỗ trợ trẻ mồ côi. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Công an tổ chức cho 75 cặp mẹ đỡ đầu con nuôi tiêu biểu năm 2023 đến dâng hương tham quan văn miếu Quốc Tử Giám. Đây là một hoạt động thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các bậc thánh hiền có công khai mở nền giáo dục Việt Nam. Vào sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về xác định ngày truyền thống. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử và những thành tích chiến công nổi bật của lực lượng an ninh đối ngoại từ khi thành lập đến nay. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh đối ngoại trong suốt 77 năm qua. Nhấn mạnh, những chiến công của lực lượng an ninh đối ngoại là bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân. Ghi nhận và biểu dương những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh đối ngoại, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, để ghi lại những dấu ấn lịch sử này, ngày 3 tháng 7 năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định xác định ngày 12 tháng 7 năm 1946 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh đối ngoại Công an Nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, Cục An ninh đối ngoại tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương giải pháp phù hợp, tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh ngành trong hướng dẫn chỉ đạo hệ lực lượng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh đối ngoại. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không được để sơ hở, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an ninh đối ngoại từ sớm từ xa, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, xây dựng lực lượng an ninh đối ngoại thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. Chiều nay tại Hà Nội, Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Kế hoạch và Tài chính đã bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch tài chính, ngân sách, tài sản công trong công an nhân dân, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên, đột xuất và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Biểu dương kết quả của Cục Kế hoạch và Tài chính đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị đơn vị cần cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, rà soát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác được giao của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023, trong đó tập trung hoàn thiện đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của công an nhân dân đến năm 2030, đôn đốc công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các nguồn kinh phí năm 2023, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công, quản lý nhà đất, chủ động hướng dẫn công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2024 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2024 đến năm 2026. Thưa quý vị, lực lượng an ninh chính trị nội bộ ra đời với chức năng tham mưu trong việc bảo vệ nội bộ, các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, đảm bảo an ninh báo chí, xuất bản, y tế, giáo dục và quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống nội gián và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cùng với đó thì không ngừng lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, chống đảng, nhà nước. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, một trong những giải pháp trọng tâm mà lực lượng an ninh chính trị nội bộ xác định là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này, theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Hơn 20 năm gắn bó với công tác an ninh điều tra, Đại tá Bùi Mạnh Tuấn cho rằng việc phát hiện, đấu tranh không chỉ nhằm mục đích xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, mà quan trọng hơn còn để răn đe, cảnh tỉnh nhiều người, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Cái việc phối hợp, khám phá, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cái số đối tượng thời gian qua thì đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị nội bộ trên các lĩnh vực đơn vị được phân công, phụ trách, giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ cái âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, bản chất hoạt động phức tạp của cái số đối tượng này. Từ đó tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị của mình. Đồng thời, cái việc xử lý các vụ án trên thì chúng tôi thấy rằng đã có cái tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, kiềm chế, chấn áp hoạt động của số đối tượng khác. Đúng như là cái tinh thần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều lần quán triệt là xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, cả lĩnh vực. Thực tế cho thấy các đối tượng cầm đầu trong những vụ án ở lĩnh vực này đều có trình độ và am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng an ninh, sử dụng thủ đoạn tinh vi che giấu hoạt động phạm tội, đặc biệt là chúng dùng những danh nghĩa công khai hợp pháp để hoạt động chống phá và tác động vào nội bộ. Điều đó gây những khó khăn nhất định đối với cán bộ làm công tác này, đặc biệt là cán bộ trẻ. Chúng tôi là những cán bộ trẻ khi mà phải đối mặt, phải đấu tranh trực diện với những đối tượng mà có cái trình độ, có sự am hiểu như thế, có cái sự tinh vi lọc lõi trong cái hoạt động như vậy thì cũng có nhiều cái khó khăn. Thế nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng phải là thường xuyên là luôn trau dồi, học hỏi những kiến thức mới, kể cả những kiến thức xã hội, rồi phải nắm chắc những cái quy định của pháp luật. Nhưng mà được cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Bộ và cái sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài công an, cũng như sự đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân thì chúng tôi đã khắc phục được những khó khăn đó và đã điều tra, khám phá và xử lý nghiêm minh các đối tượng trên trước pháp luật. Vừa đấu tranh vừa bảo vệ, điều này đòi hỏi lực lượng an ninh chính trị nội bộ phải nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời không ngừng rèn luyện chính trị tư tưởng,
Đây cũng là một nội dung trọng tâm trong kế hoạch thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết 12 với phương châm cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả. Toàn thể cán bộ đảng viên trong cục đã nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng đến năm 2030. Từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, mạnh mẽ trong triển khai thực hiện, khơi dậy ý chí quyết tâm trong toàn đảng bộ, trong triển khai chủ trương chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ đến năm 2030, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực tiễn đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần phát huy tốt vai trò quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thưa quý vị, chống phá đất nước, kích động mâu thuẫn, gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên nói riêng là dã tâm mà các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ. Và trên thực tế, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước, hỗ trợ giúp người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Tây Nguyên cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Và mục đấu tranh và nhận diện ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ đó, các mặt kinh tế xã hội tại Tây Nguyên đã có những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phát triển đa dạng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Anh Y Thọc Eban, buôn Giang Lành, xã Krông Anna, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Từ một hộ nghèo, quanh năm vất vả mưu sinh, tới nay kinh tế của cả gia đình đã ổn định. Năm 2021, gia đình anh đã xây được một ngôi nhà khang trang gần 2 tỷ đồng. Thu nhập gia đình từ việc chăn nuôi trồng trọt trên 600 triệu đồng. Nhà nước cũng hỗ trợ được khoản vay, một là vốn vay về nước sạch, hai là vay về chăn nuôi. Một vốn vay là tư là mua bò dần, mua bò để chăn xong rồi nó trung với cái đàn nó thì nó mình thả bên kia xong thì đem về cái bàn này không có chỗ chăn, chỗ kia cũng ruộng rẫy người ta trồng hết rồi. Đàn bò hiện tại còn 20 con, đàn trâu là khoảng 20 con. Cuộc sống ổn định khi nào rồi công việc nó bí quá mình lấy một hai con mình bán đi dồn dẹp về nông nghiệp, mua phân mua thuốc gì đấy tiền xăng cộ đi làm. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vốn, gia đình anh và bà con trong xã đều thường xuyên được cán bộ xã, huyện hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt mới để tăng năng suất, hiệu quả lao động. Chính quyền địa phương còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để mở những lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt như là lớp trồng điều, lớp chăn nuôi heo, chăn nuôi gà, chăn nuôi bò. Thì phần nào cũng đã đáp ứng được những cái nhu cầu của bà con trong cái thời đại để mà chuyển đổi mô hình kinh tế. Đối với những thôn buôn ở xa trung tâm xã, ví dụ như là buôn Răng Phốc cách trung tâm xã 18 km, thì Ủy ban nhân xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể mở một cái lớp riêng ngay tại buôn. Vào để bà con nông dân có thể đến học vào các buổi tối. Như vậy thì bà con không phải đi xa mà có thể tập trung học và đi học đầy đủ hơn. Từ mặc cảm tự ti không dám vay vốn, tới nay bà con nơi đây đã mạnh dạn tiếp cận vay vốn để đầu tư cho sản xuất. Tính đến hết năm 2022, tổng dư nợ chính sách khu vực Tây Nguyên là trên 22.000 tỷ đồng với hơn 800.000 khoản vay của trên 650.000 khách hàng. Trong đó có trên 350.000 khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Dư nợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 11.500 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng dư nợ. Thưa quý vị và các bạn, phủ nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng và Nhà nước ta trong hành trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, lợi dụng việc còn một số nơi do hoàn cảnh tự nhiên, địa lý, đời sống của một số bà con còn nghèo khổ, các đối tượng phản động, bất mãn chính trị đã lấy đó để làm lý do xuyên tạc.
Nói như vậy đấy là để nó phản lại chủ trương để chúng ta nghe, để theo bọn chúng chúng ta không nên. Cho nên chúng ta hết sức thận trọng, mà nó chỉ cứ mị dân cho, lừa dân thôi, mị dân cho. Với bọn chúng ngoài kia làm sao mà để nó phục vụ ở đây được, sao nó biết đây được. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể còn, núi có thể mòn, sông chuyên lý có bao giờ thay đổi, một thôi. Vì đề là trên đó, gơ sò bò, hả nè, gơ là đỏ gơ xa ăn, lăn sò bít, nhịt sò bò, đỏ gơ xa ăn gơ. Trên thần bộ lệnh, đó ăn bao dùm gơ trên thần bộ lệnh. Tôi muốn nhận nhủ bà con, đừng có nghe, đừng có theo, đừng có tin cái việc lợi dụng đó, tuyên truyền đó. Mình phải lấy sức mình để mình làm ăn, để sinh sống trong buôn làng mình, đoàn kết, đại đoàn kết. Cho nên là mới sống, mới thành công, để mình kết hợp với Đảng và Nhà nước, để người ta tạo điều kiện cho mình làm ăn trong buôn làng mình càng ngày càng giàu đẹp hơn. Thực tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn là việc được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Lợi ích của Đảng là lợi ích của dân, của nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trước sau như một. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại là giải pháp căn cơ nhất để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, ổn định ở Tây Nguyên. Từ năm 2011, các tỉnh Tây Nguyên bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Hơn 12 năm qua, đã có hàng trăm nghìn tỷ đồng được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng, nhân dân đóng góp để đầu tư hạ tầng nông thôn. Chỉ tính riêng về hạ tầng giao thông, đến nay toàn vùng có hơn 35.000 km, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 45%, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đời sống của nhân dân bây giờ người ta ổn định rồi. Nhà nào cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Mà cái đó là một cái tốt, cho nên là đồng bào bây giờ rất ổn định. Công tác giáo dục, công tác dân sinh là đó là thường xuyên. Đường xá đập khai hoang này, đó là của nhà nước đó, nhưng mà giao cho dân quản lý, dân làm, dân sử dụng. Hiện nay có 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn Tây Nguyên, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Chỉ riêng giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển cho các địa phương vùng Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 11.731 tỷ đồng. Thì hiện nay thì Trung ương cũng như địa phương đang triển khai cái nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Thì tỉnh thì cũng đã có kế hoạch chương trình đề ra hàng năm, cũng như là cái nguồn đầu tư công của nhiệm kỳ thì cũng rất là quan tâm bố trí các cái nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện cái việc là xây dựng các cái kết cấu hạ tầng cũng như là các cái điều kiện để sản xuất, để phục vụ cho cái việc sản xuất, nâng cao cái đời sống và kinh tế ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thì ngân sách trung ương sẽ bố trí tối thiểu 50.000 tỷ đồng. Mục tiêu cơ bản là giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 3%, phát triển bền vững sinh kế, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên hơn 2 lần so với năm 2020, phấn đấu giảm trên 60% số xã, thôn đặc biệt khó khăn so với tiêu chí năm 2020. Phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên là một nhiệm vụ luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo. Và mới đây, trong hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới địa bàn Tây Nguyên vừa được Bộ Công an tổ chức, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, một lần nữa yêu cầu các bộ ngành địa phương phải toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức làm thế nào để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thoát nghèo bền vững. Và tới đây, nhận diện và đấu tranh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm, theo dõi.